Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Ly này ta tiễn ngươi lên đường. Ta đã nói với ngươi rồi, dương vị của ngươi là do ta giữ lại cho ngươi. Ta có thể đưa ngươi lên thì cũng có thể kéo người xuống. Nhưng ngươi lại không nghe lời ta, còn 5 lần 7 lượt muốn dồn ta vào chỗ chết. Chẳng còn cách nào khác, để tự bảo vệ mình, ta đành tiễn ngươi lên đường vậy. Ngươi không phải luôn muốn biết ai là tai mắt của ta ư? Ta nói cho ngươi biết, cô ấy chính là Hoa Khuynh Quốc. To gan, người thật to gan. Triệu Thịnh tranh đấu bao nhiêu lâu, đến cuối cùng chúng ta đều không được gì cả. Chúng ta mất tất cả rồi. Triệu Thịnh loạn thần tặc tử, mưu hại đại vương, tội đáng muôn chết. Tham kiến đại vương, tham kiến đại vương. Đại vương có chỉ. Hoa Khuynh Quốc tiếp chỉ. Thái sử lệnh Hoa Khuynh Quốc giết chết loạn thần, lập được đại công. Nay phong cho quận Ba Thục, lập tức đến quận Ba Thục nhận phong. Thái sử lệnh không vừa ý với sự phong thưởng của đại vương ư? Quận Ba Thục là nơi nhiều cảnh đẹp, một người bình thường thì sao có thể có được nơi tốt như vậy? Ta khuyên cô nên biết hài lòng thì hơn. Không phải người đi hung nô sao? Sao lại ở đây? Tất cả đều là quỷ kế của người. Thỏ hết thì chó cũng bị giết, bắn hết chim rồi thì cung tên cũng bị hủy. Chỉ trách ta quá ngu ngốc lại tin tưởng ngươi. Thật ra chuyện này đối với cô cũng chẳng có gì không tốt. Hơn nữa Cô cũng không cần ngày nào cũng bị đánh bị chửi nữa. Ý người ta phải cảm ơn ngươi sao? Cảm ơn thì không cần, nhưng ta mong Thái Sử lệnh hãy nhanh chóng lên đường nhận phong. La Phong là một vị vua anh minh, huynh ấy không cần đến một người như cô. Người yên tâm, trong địa bàn của người ta không muốn ở lại chút nào. Nhưng ta hy vọng trước khi đi có thể gặp đại vương một lần được không? Đương nhiên là được chứ. Ta và đại vương sính cửa cung tiễn cô. Nhưng như thế chi bằng không gặp thì hơn. Cô thực sự muốn gặp đại vương? Ta muốn gặp đại vương. Được, ta tác thành cho cô. Nàng thật sự muốn để Thái Sử lệnh đến một nơi xa như vậy ư? Thái Sử lệnh lập công lớn, tiếp cho rằng chức vụ này rất hợp với cô ấy. Đại vương cũng nghĩ như vậy phải không? Nhưng ở nơi đó xa xôi quá. Chuyện đó thì cũng chẳng có cách nào cả. Nếu đại vương giữ cô ấy lại, những thuộc hạ cũ của Triệu Thịnh sẽ bất mãn. Đại vương vừa đăng cơ, thế lực còn chưa vững, không thể để xảy ra chuyện gì được. Hơn nữa, có xa xôi thế nào thì cô ấy cũng được tự do, tốt hơn ở trong cung rất nhiều. Đại vương thấy đúng không? Hoa Khuynh Quốc tham kiến đại vương. Thái Sử lệnh không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Đường đi xa xôi cách trở, Thái Sử lệnh phải chú ý sức khỏe. Ba Thục là dùng đất cằn cỗi, chắc sẽ rất vất vả. Nhưng bản vương sẽ cắt giảm tô thuế, nhất định không để Thái Sử lệnh chịu khổ đâu. Đa tạ ý tốt của đại vương. Gia tộc Nô Tài ba đời đều ở trong cung làm Thái Sử lệnh, ghi chép lại mọi hành động lời nói của đại vương, chưa từng ra khỏi cung nửa bước. Lần này đi, không biết có thể cai quản tốt Ba Thục được không? Đại vương, có thể nói chuyện riêng với đại vương được không? Ta đi xem đồ đạc của Thái Sử lệnh đã mang đủ chưa. Thái Sử lệnh, cô là... Phải, Nô Tài là con gái. Vì cha Nô Tài không có con trai, ông ấy cũng không muốn giao chức vụ này cho người khác, nên luôn coi Nô Tài như con trai để nuôi dạy. Nhưng Tiên Hoàng không hề biết. Ông ta chỉ coi Nô Tài như thứ để trút giận, chưa từng động đến Nô Tài. Tại sao lại nói cho ta biết chứ? Tội khi quân Phạm Thượng đáng chém đầu. Trừ khi tôi mãi mãi là một người con trai, mãi mãi giữ bí mật này. Tôi chỉ là không nên quen biết đại vương, không nên có cảm tình với ngài. Nhưng tôi không hề hối hận. Ít nhất thì trong cuộc đời này, tôi đã dũng cảm dùng thân phận con gái bày tỏ tình cảm với người tôi yêu. Kiếp này coi như tôi không sống uổng phí rồi. Nương nương, những thứ Thái Sử lệnh đại nhân cần mang theo đã chuẩn bị xong cả rồi. Nương nương còn dặn dò gì không? Đại vương có thể ôm tôi không? Nương nương, không còn chuyện của ngươi nữa, lui ra đi. Vâng. Tôi nhớ cha tôi đã từng nói, thần là Thái Sử lệnh mang trọng trách ghi lại ngôn hành của đại vương. suốt đời không được rời khỏi hoàng cung, tránh bí mật cung đình bị lộ ra ngoài. Vì vậy, trước khi đi, tôi phải để lưỡi của lại. Đây là trách nhiệm của sử quan, cũng là việc cuối cùng tôi có thể làm được cho đại vương. Thái sư lệnh. Thái sư lệnh nói gì với đại vương vậy? Thái sư lệnh sẽ mãi mãi không nói gì được nữa. Diệu Hoa, Diệu Hoa, ta chết thảm quá. Là do ngươi hại ta, là do ngươi hại ta. Diệu Hoa, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đi Ba Thục rồi ư? Ngươi đi hung nô còn quay về được, ta đi Ba Thục đương nhiên cũng có thể quay lại. Không được, ta không cho phép. Ta là chủ nhân nơi này, ta không cho phép ngươi quay lại. Ta mới là chủ nhân nơi này. Ngươi đã cướp của ta. Không, vị trí này vốn dĩ là của ta. Vậy ư? Không tin ngươi hỏi đại vương, vị trí này rốt cuộc là của ai? Là Phong. Chàng yêu thiếp phải không? Không, ta yêu cô ấy. Trả lưỡi lại cho ta, trả lại vị trí cho ta, trả lưỡi lại cho ta. Diệu quá. Sao vậy? Diệu Hoa, nàng gặp ác mộng mà. Đại vương, vào đi. Tham kiến đại vương. Có chuyện gì? Khởi bẩm đại vương, có tin cấp báo. Khi đoàn người Thái sư lệnh đến Ba Thục, bị lật xe, rơi xuống vực sâu. Diệu Hoa, nàng sao vậy? Diệu Hoa. Cô ta đã về tìm thiếp. Cô ta đã về tìm thiếp. Ai? Hoa Khuynh Quốc. Không phải cô ấy đã chết rồi ư? Là thiếp hại cô ấy. Nếu không phải thiếp đẩy cô ấy đi Ba Thục thì cô ấy sẽ không. Là thiếp đã hại cô ấy. Đó là tai nạn. Nàng cũng có ý tốt mà. Không, là thiếp cố ý. Thiếp biết cô ta thích chàng. Thiếp sợ cô ấy sẽ cướp chàng đi. nên mới cố ý để cô ấy đi Ba Thục. Là thiếp đã hại chết cô ấy. Bây giờ cô ấy đang tìm thiếp để tính sổ. Cô ấy muốn giết thiếp. Được rồi, cứ như nàng nói, thì cô ấy thích ta. Nếu cô ấy thích ta thì sẽ mong ta hạnh phúc. Hạnh phúc của ta chính là nàng. Nàng nói xem, sao cô ấy lại nỡ hại nàng chứ? Đúng không? Thật ư? Thật. Hãy tin ta. Suốt đời này chúng ta sẽ ở bên nhau. Cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên nàng. Sống cùng sống, chết cùng chết. La Phong, chàng là người tốt với thiếp nhất trên đời này. Thiếp không có gì cả, chỉ có mình chàng thôi. Ta biết. Ta đang định chọn ngày hoàng đạo, phong nàng làm hoàng hậu. Nàng tranh thủ thời gian này về thăm Lữ gia đi. Sau khi phong hậu sẽ không dễ dàng xuất cung đâu. Cũng nên quay về rồi. Đại ca, đại ca, Huynh không sao chứ? Đại ca, môn võ công này không phải một sớm một chiều luyện thành đâu. Hay là hôm nay chúng ta về nhà đã? Cha đang lo lắng đấy. Về thôi. Không được, để về trước đi. Đủ rồi. Đại ca, nếu cô ấy thích Huynh thì Huynh có thể bảo vệ cô ấy hay không cũng không quan trọng. Nếu cô ấy không thích Huynh, Huynh có luyện thế nào cũng vô ích. Thích hay không là chuyện của cô ấy, bảo vệ cô ấy là chuyện của ta. Lạc Nhi, ta cứ cho rằng cháu đồng ý ở lại đây chăm lo cho chúng ta, làm gì Thiên Nhi. Nhưng cháu lại nói cháu đã thích người khác. Ta thật không hiểu cháu đang nghĩ gì. Người ta chơi đại ca chỉ là kẻ thảo dân tầm thường, không xứng với cô ấy. Nhưng người ta cũng nghĩ xem, ban đầu nếu không có đại ca thì sớm đã bị chôn rồi. Nếu là người có tình có nghĩa thì nên biết trước biết sau, báo đáp người khác mới phải. Nếu không thì có ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Tôi biết mọi người đối với tôi rất tốt. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Này, nàng định đi đâu? Đại ca, cô ấy muốn đi thì để cô ấy đi đi. Cô ấy ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Im miệng, ở đây ai làm chủ? Đương nhiên là đại ca. Vậy được. Từ nay trở đi, Lạc Nhi là em nuôi của ta, là người thân của ta. Không cho phép ai vô lễ với cô ấy, không cho ai bắt nạt cô ấy. Nếu không thì cũng như vô lễ bắt nạt ta vậy. Nghe rõ chưa? Đại ca, đệ chưa nghe rõ ta nói gì ư? Hải đại ca, muội biết Huynh tốt với muội, nhưng muội đã nói từ đầu rồi. Muội có chuyện phải làm. Huynh để muội đi đi. Lạc Nhi, được rồi được rồi, đừng vì chuyện nhỏ này mà mất vui. Nói cho mọi người một tin tốt lành. Đại quân của Dân Cuồng đã liên lạc với chúng ta. Không lâu nữa Dân Cuồng sẽ đưa quân lên phía Bắc. Huynh vừa nói gì? Dân Cuồng sắp đến à? Thật ư? Thật mà. Lạc Nhi. Hải đại ca, Dân Cuồng đến đáng đi vui thế này sao? Có phải muội đang chờ huynh ấy không? Sao huynh biết? Ta đoán thế. Thật ra cũng không giấu gì huynh, ta đến đây cũng là vì tìm huynh ấy. Muội thực sự rất thích huynh ấy. Trả lời ta một câu hỏi này, ta thật sự không bằng Dân Cuồng sao? Hai người hoàn toàn khác nhau. Đối với muội mà nói, không thể đem hai người ra so sánh được. Cảm ơn muội an ủi ta. Muội không an ủi huynh, muội chỉ nói sự thật thôi. Nhưng muội vẫn chọn Dân Cuồng. Tình yêu không thể nói ai hơn ai được. Đây là cảm giác. Muội tin rằng cho dù bây giờ Dân Cuồng chỉ là kẻ phàm phu, chỉ là một người nông dân, thậm chí là ăn mày, chỉ cần muội yêu huynh ấy thì muội vẫn sẽ chọn huynh ấy. Nếu người muội gặp trước không phải Dân Cuồng mà là ta, thì muội có yêu ta không? Câu hỏi này có ý nghĩa gì chứ? Đối với ta rất có ý nghĩa. Có lẽ là có. Về sớm nhé. Ta sẽ cho nàng thấy ta và Dân Cuồng rốt cuộc ai đáng để nàng yêu hơn. Cung nghênh nương nương. Cha nuôi, cha làm gì vậy? Hơn nữa bây giờ con chưa là hoàng hậu. Cho dù con là hoàng hậu thì con vẫn là con nuôi của cha. Cha nuôi, cha mau đứng dậy nói chuyện đi. Cảm ơn nương nương, Thảo dân vô cùng cảm kích. Cha nuôi, con nghe nói gần đây cha sống vất vả. Cha yên tâm đi, sau này chỉ cần có con ở đây, cha sẽ không phải sống khổ đâu. Sai đâu, mang hết quà ta tặng cha nuôi vào đây. Dân. Đà tạ nương nương ban thưởng. Nhưng Thảo dân cũng nhiều tuổi rồi, chẳng ăn hết bao nhiêu mà cũng chẳng hết bấy nhiêu. Xin hỏi nương nương có cho phép Thảo dân chia những đồ dùng này cho người dân thiếu ăn thiếu mặc trong thôn không? Những đồ này tặng cho cha là của cha rồi. Thảo dân thay mặt bá tính đa tạ nương nương. Cha nuôi, sao cha câu nào cũng nương nương vậy? Lẽ nào chúng ta phải phân định rạch rồi vậy sao? Dạ, lễ không được trái. Vậy Lạc Nhi về đây. Cha cũng một con nương nương, hai con nương nương ư? Lạc Nhi thì khác. Khác. Đúng vậy, từ đầu đã khác nhau rồi. Cha nuôi đã giữ quy tắc như vậy thì con gái chỉ còn cách nhập hương tùy tục. Con còn nhớ luật Đại Trần có một điều ghi, nữ nhi trong cung về thăm nhà thì cả nhà phải ra nghênh đón. Nhưng xem ra nhà này còn thiếu một người. Khởi bẩm nương nương, Lạc Nhi ra ngoài vẫn chưa về. Đợi Lạc Nhi về, Thảo dân sẽ bảo nó đến thỉnh an nương nương. Nương nương thấy sao? Đợi Lạc Nhi về thì muộn rồi. Cha nuôi cho người đi gọi Lạc Nhi về luôn đi, nếu không ta sẽ coi như không tuân theo dương pháp, sang bằng cả cái phủ này. Chuyện này cha nuôi yên tâm, ta biết Lữ Gia Trang bây giờ không được như xưa, tìm người không được dễ. Ta sẽ giúp cha nuôi dán cáo thị, để xem Lữ đại tiểu thư của chúng ta có hiếu thuận đến nỗi tìm cha khắp nơi không. Cha, cha khỏe không? Mới đó mà con đã xa nhà gần 1 năm rồi. Con nhớ cha. Con cũng nhớ tất cả mọi người trong nhà. Chỉ tiếc là ở đây rừng rậm hoang vu, thật sự không có cách nào để liên lạc với mọi người. Con ở đây vẫn ổn. Hải đại ca rất quan tâm đến con. Cha, cha có biết không, Dân đại ca đang dẫn theo binh lính nhà họ Dân đi qua Giang Nam rồi. Hải đại ca và các vị hạo kiệt đang phối hợp với nhau chuẩn bị về dưới trướng Dân đại ca. Thường xuyên tụ họp với các nghĩa sĩ chống lại nhà Trần, đến bản thân con cũng thấy rạo rực. Hải đại ca là người tốt, cũng là người đàn ông đáng để khâm phục. Con biết rằng Quỳnh ấy rất thích con, nhưng trái tim con đã dành cho Dân đại ca, không còn chỗ cho người khác nữa. Nhưng con không biết vì sao, mỗi lần thấy huynh ấy nhìn con bằng ánh mắt tuyệt vọng, con thấy trong lòng mình có đôi phần chua xót. Lẽ nào tình yêu con dành cho Dân đại ca không đủ mạnh sao? Cha, con biết cha chắc chắn sẽ không nhận được bức thư này, nhưng cha hãy tin rằng chiến thắng đang cận kề rồi. Đến khi đó con sẽ về nhà ngay lập tức, vậy bên cạnh cha, ở bên cha mãi mãi. Ta đây chiếm núi làm vua, từ trước đến nay đều là lão đại, bây giờ phải quy thuận ngươi. Không có đâu. Không sai. Chúng ta đến đây không phải là làm thủ hạ cho kẻ khác. Hải Thiên, ngươi hãy nghĩ lại đi. Muốn chúng ta quy thuận ngươi, không có chuyện đó đâu. Bành lão đại và cả các vị lão đại khác, tôi nghĩ mọi người nên nghĩ lại. Thủ hạ của giặc ngoại xâm đông gấp mấy lần các vị. Các vị muốn làm lão đại, ta nghĩ nên cân nhắc xem sức mình đến đâu. Ý ngươi là gì? Các người định cậy thế đông người nên ức hiếp chúng ta hả? Ông đây không sợ đâu. Là các người muốn chúng ta cùng hưởng ứng dân cuồng, là các người phải nhờ chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm lão đại mới đúng. Nếu không còn gì để nói, chúng ta về. Về. Ta nói cho các người biết, bằng dạng đại ca ta thương hại lũ giặc cỏ các ngươi, nên mở đường cho các ngươi đi. Các ngươi đừng có rượu mừng không uống uống rượu phạt. Các ngươi dám động thủ với chúng ta, ông đây không sợ đâu. Lên. Được. Hôm nay các ngươi đừng hòng đi khỏi đây. Các ngươi làm cái gì thế? Quân Trần còn chưa đánh, định tự tàn sát lẫn nhau à? Hội nghị thế này đến bao giờ mới thành công? Bành lão đại, người muốn làm lão đại chứ gì? Hai vị cũng muốn làm lão đại hả? Nhưng đứng đầu chỉ có một người. Cứ coi như Hải Thiên ta rút lui. Vậy ba người tính thế nào? Các vị đường xa đến đây chắc cũng mệt rồi, tạm nghỉ ngơi đi đã. Chuyện này tính sao đi? Đại ca, đại ca. Bàn dạng. Hải đại ca. Hải đại ca, sao vậy? Huynh có chuyện gì buồn à? Ai cũng muốn làm thủ lĩnh, nhưng chức thủ lĩnh chỉ có một. Rốt cuộc ai sẽ làm thủ lĩnh đây? Huynh thấy ai xứng đáng làm thủ lĩnh nhất? Ta. Huynh chẳng khiêm tốn chút nào. Bành Việt thẳng thắn bộc trực, mấy người khác lại càng vô dụng bất tài. Ta không thể để họ làm lão đại được. Như vậy phải nghĩ cách thôi. Rắn, đừng giết nó. Bạch Xà là cháu của rồng, là thần đấy, đừng giết nó. Nghe nói cha của muội là người Hàm Đan. Bành Việt cũng là người Hàm Đan. Truyền thuyết về Bạch Xà. Lạc Nhi, muội có đồng ý giúp ta một chuyện không? Chuyện gì? Muội đừng hỏi, để ta đưa muội đến một nơi. Đi. Muội nhìn kia. Huynh đưa ta đến đây để nhìn tảng đá này hả? Muội nhìn kỹ đi. Bóng của tảng đá này có gì khác? Nó to hơn bình thường gấp mấy lần. Hiểu rồi chứ. Có một lần ta ra đây tắm, liền phát hiện ra chuyện thú vị này. Bây giờ thấy nó hữu dụng rồi. Ý của huynh là Bành Việt? Bành huynh cẩn thận. Huynh không sao chứ? Không, không sao. Ngươi giết Bạch Đế Tử rồi. Bạch Đế Tử cái gì chứ? Chỉ là con rắn trắng thôi mà. Ta không giết nó thì nó đã cắn huynh rồi. Loại rắn này độc lắm, nếu bị cắn thì rất nguy. Thôi, huynh nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn có chuyện bàn bạc. Được rồi. Giết Bạch Đế Tử chắc chắn là người có thân thế phi phàm. Tên Hải Thiên này thật là mạo phạm. Nhưng vừa rồi nếu không có hắn chắc mình đã... Ai? Ai? Ai đấy? Ai đấy? Này! Này! Ngươi là yêu nghiệt hay là thần tiên? Ta là mẹ của Bạch Đế Tử. Con trai ta vừa bị Xích Đế Tử giết. Ta đi tố cáo với Ngọc Hoàng, nhưng Ngọc Hoàng nói Xích Đế Tử tương lai sẽ là thiên tử của nhân gian, không thể trị tội. Ta thương cho con trai ta chết một cách oan uổng. Bạch Đế Tử, Xích Đế Tử. Lẽ nào Hải Thiên là Xích Đế Tử, là thiên tử sau này? Này, ta muốn hỏi. Này, trước mặt là sườn núi trống không, nếu có người chắc chắn nhìn là phát hiện ra ngay. Lẽ nào là sự thật? Hải lão đại, trời sáng rồi, nên cho chúng ta biết chuyện giải quyết thế nào đây. Rốt cuộc ai sẽ là lão đại? Đúng đấy, chúng ta cả đêm ngủ không ngon, chỉ đợi đi biết kết quả thôi. Cái đó tôi đã nghĩ xong rồi. Tôi đề nghị các huynh đệ, tôi ủng hộ Hải Thiên là thủ lĩnh của chúng ta. Cái gì? Các vị anh hùng có ý kiến khác nhau. Ta cũng thấy ta là người thích hợp nhất. Bành lão đại, huynh thật là có tấm lòng. Ta hứa với huynh, nếu Hải Thiên ta có một ngày thành công, ta nhất định phong huynh làm dương, tạ khấu công. Bành lão đại đã nói vậy rồi, ta cũng không còn gì để nói nữa. Tham kiến khấu công, tham kiến khấu công. Mọi người đứng dậy đi. Quân ta có sự ủng hộ của các vị, chắc chắn đánh đầu thắng đấy. Đến khi đại sự thành công, ta nhất định sẽ mời các vị uống rượu ở đại diện Lâm Dương. Khấu cung vạn tuế, khấu cung vạn tuế. Mọi người cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Xin cáo lui. Đa tạ muội. Đại ca, đại ca, đệ vừa xuống núi mua lương thảo, nhìn thấy một tờ cáo thị tìm người, hình như có liên quan đến Lữ cô nương. Nguy rồi. Diệu qua về quê cũ, ta không có ở đó, bọn họ trách tội cha ta, ta phải quay về ngay. Lạc Nhi, ta đưa muội đi. Từ đây về Lữ Gia Trang đường xa hiểm trở, bây giờ lại binh đao loạn lạc, để muội đi một mình ta không yên tâm. Hải đại ca, không cần đâu, muội không có chuyện gì đâu. Bành Việt bọn họ mới quy thuận, huynh lại đi cùng muội, như thế người ta sẽ nghĩ sao? Ta thật sự rất lo cho muội. Không sao đâu, trên đường đi muội sẽ giả nam trang, chẳng có vấn đề gì đâu mà. Chuyện quốc gia đại sự quan trọng hơn. Có tử thư bàn dạng đều ở đây, không có chuyện gì đáng lo cả. Muội để ta đi cùng muội đi. Được rồi, được rồi, ta không đi nữa. Muội đi đường nhớ phải cẩn thận, nhớ đi sớm về sớm. Bảo trọng, bảo trọng. Chưởng quầy, cho ta một bát đậu tương, một cái bánh bao, có ngay. Không phải chứ, lần sau ta phải nhìn cho rõ. Lần sau hai người phải nhanh nhẹn hơn. Đại ca, nào nào, rót rượu cho đại ca uống. Nào nào, cùng cạn chén. Xin lỗi, tôi không mang tiền. Ông chủ nhìn xem cái này có được không? Không cần đâu, hôm nay là sinh nhật ta, nên ta miễn phí cho công tử. Cảm ơn. Này, mau đuổi theo. Đứng lại, đứng lại, đứng lại cho ta. Các ngươi định làm gì? Định làm gì à? Khôn ngoan thì bỏ tay nãy ở lại, nếu không thì đưa đây cho ta, đưa đi cho ta. Là một cô gái à? Xem ra hôm nay chúng ta ăn đậm được. Cướp giới, có ai không? Cướp giới, người hãy giữ lấy sức đi. Cướp giới, ở nơi hoàng dương thế này làm gì có ai đến cứu cô. Cướp giới. Đại ca, đại ca, đại ca không sao chứ? Ai, ai dám ném ta? Cô ta chạy rồi, đuổi theo. Cô nương, cô nương, cô nương, chúng tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, không biết cô nương là ai nên đã mạo phạm, xin cô nương thứ tội. Đúng đúng đúng, chúng tôi dập đầu lạy cô, dập đầu, dập đầu. Các người, trừ phi cô tha thứ cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ tự đâm. Đúng, coi như chịu phạt được chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Không cần đâu, dù gì cũng chưa làm sao, không mất mát gì, các người không cần tự đâm mình. Đa tạ, đa tạ. Đi thôi, mau đi thôi. Này, này, các người còn chưa nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Này, Đại ca, phiền huynh, ta muốn sang bờ bên kia. Không giấu gì cô, hôm nay là đại thọ Long Vương, trong ngày không được xuống nước, cũng phải đợi đến ngày mai rồi. Huynh giúp ta đi, ta có việc gấp. Ta chẳng còn cách nào cả, nếu đắc tội với Long Vương ai cũng không sống nổi đâu. Cô nương, ta khuyên cô hãy bỏ ý định đó đi. Ở đây đều là người sống dựa vào sông nước, không ai chở cô qua đâu. Đi đi đi. Cô nương, cần đi thuyền không? Nhà thuyền, không phải hôm nay mừng thọ Long Vương sao? Sao huynh còn chở khách qua sông? Không có cách nào khác, phải kiếm cơm ăn chứ. Vậy tại sao chỉ chở có mình tôi? Ta ở đây đợi lâu lắm rồi. Chỉ có mình cô nương muốn qua sông, kiếm ít một chút còn hơn không kiếm được gì. Ta quên mất chưa nói, ta không mang tiền. Huynh xem thế này có được không? Ta đặt chiếc trăm của ta ở đây, đợi ta về nhà lấy tiền rồi đến đây chuộc được chứ? Không cần đặt trăm đâu. Không sợ ta bùng sao? Có mấy đồng bạc ai bùng chứ? Xin lỗi, tôi không mang tiền. Ông chủ nhìn xem cái này có được không? Không cần đâu, hôm nay là sinh nhật ta nên ta miễn phí cho công tử. Khách quan thượng lộ bình an. Cô nương, xin cô tha cho chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ tự đâm, coi như tự trừng phạt mình. Thế nào? Lẽ nào lập dân đại ca? Cô nương, bên ngoài gió lớn, cô tốt nhất đừng ra ngoài. Cũng được. Vậy ta sẽ ngắm cảnh xem sao. Lạc Nhi, Lạc Nhi. Lạc Nhi. Lạc Nhi. Thì ra là huynh ấy. Xem mình nghĩ đi đâu rồi. Sao lại là Dân đại ca được chứ? Dân đại ca vẫn đang ở chiến trường giết địch mà. Lạc Nhi. Này. Này. Gọi muội làm gì? Muội không rơi xuống nước à? Muội có phải là đứa trẻ lên ba đâu, sao lại rơi xuống nước chứ? Lừa đảo. Là huynh lừa muội trước. Được rồi, là huynh sai. Huynh giơ hai tay đầu hàng. Mau lên đây, không thì cảm lạnh đấy. Nước lạnh lắm. Đã bảo huynh không nên đi cùng, huynh cứ đi. Giờ trên núi không có ai chỉ huy, không biết sẽ loạn đến mức nào. Muội không cần lo, có Tử Thư và Bàn Vàng sẽ không sao đâu. Muội hôm nay đã gặp nguy hiểm đấy. Nếu không có ta ở đó thì muội làm sao? Hải đại ca, huynh thật tốt với muội. Cảm ơn, muội sẽ mãi ghi nhớ. Lạc Nhi, ta không cần muội nhớ những điều này. Ta chỉ cần muội mau làm khô quần áo cho ta. Huynh lạnh à? Không, ta không lạnh. Không lạnh sao huynh chảy nước mũi? Ở đây chẳng có nhà cửa hàng quán nào cả. Làm sao đây? Không sao, ta khỏe lắm. Không phải đã đốt lửa sao? Rất ấm mà. Đúng rồi, trước đây ta và Bàn Vàng học một kiếm pháp. Ta muốn cho muội xem nhé. Sao thế? Không sao. Gió to quá, bụi bay vào mắt muội. Lạc Nhi, trước mặt ta, muội không cần che giấu cảm xúc của mình. Ta hy vọng lúc muội ở bên ta, muội có thể muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Có thể cả đời này ta không thể làm thần hộ mệnh cho muội, nhưng ít nhất ta cũng có thể làm một người lắng nghe muội. Lạc Nhi, tên dân cuồng đó có gì tốt chứ? Hắn chỉ làm muội không vui, làm muội khóc. Một nam nhi nếu yêu một người con gái, sao lại nhẫn tâm để cô ấy khóc vì mình? Nếu nàng là của ta, ta thề sẽ không để nàng rơi một giọt lệ nào. Lão gia, sao lão gia lại ngồi ngoài gió thế này? À Đức, tối qua ta đã nằm mơ Lạc Nhi đã quay về. Ta nghĩ hôm nay nhất định nó sẽ về. Người xem, ta đã chuẩn bị cho Lạc Nhi món bánh mè đen nó thích ăn nhất. Nó nhất định sẽ về. Lão gia, ngày nào lão gia cũng nói thế và ngồi đợi ở đây. Sức khỏe của lão gia sao mà chịu được chứ? Cho dù tiểu thư có về thật, tiểu thư mà biết lão gia vì cô ấy mà phát bệnh, tiểu thư sẽ rất day dứt. Thật à? Dân, vậy ngươi đỡ ta về phòng thôi. Cha, ta có đang nằm mơ không? Không đâu lão gia, tiểu thư về thật rồi. Cha, Lạc Nhi, con về rồi. Là con thật sao? Về rồi là tốt. Tốt lắm. Cha, cha già rồi. Lạc Nhi đã lớn rồi. Cha đương nhiên là phải già. Con xem, cha đã chuẩn bị cho con món bánh mè đen con thích ăn. Nào, mau ăn một miếng đi. Ngon không? Vị này là... Hải Thiên xin chào Lữ Thế Bá. Không cần đa lễ. Hải đại ca đã giúp đỡ con rất nhiều khi ở ngoài. Vậy thì tốt. Cha, Diệu Hoa đâu? Nó à? Đỉnh Phủ Thái Úy dự tiệc rồi. Lạc Nhi, lần này Diệu Hoa quay về đã thay đổi đến mức cha không nhận ra. Con nhất định phải cẩn thận. Đi thôi. Nhìn thấy cha lo lắng thế này, đột nhiên mình cũng thấy bất an. Một cô gái hiền hòa lương thiện như Diệu Hoa rốt cuộc đã biến thành thế nào mà khiến cha sợ hãi và lo lắng đến thế? Cha như vậy là mình bất giác thấy kinh ngạc và hiếu kỳ. Với cuộc gặp mặt sắp tới này, mình nghĩ mình có lẽ phải làm quen lại với một người bạn đã quen biết từ lâu. Diệu Hoa, Lạc Nhi, còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, mùa đông hàng năm, cha mẹ muội đều gọi chúng ta đến căn phòng này để chia kẹo. Bề ngoài thì có vẻ như chia bằng nhau, nhưng mỗi lần cha mẹ nuôi đều nhét thêm một ít vào túi của tỷ. Ta nhớ, nhưng đáng tiếc ta đều không nhận, toàn đem chia kẹo cho nương nương. Nếu lúc đó ta chết đi thì tốt biết mấy. Tỷ sẽ là đại ân nhân của ta. Vì chỉ cần ở chung với tỷ, ta sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tại sao con người phải lớn lên chứ? Tại sao lại bắt ta nhìn rõ bộ mặt thật của tỷ? Nương nương nói thế là có ý gì? Tối hôm đó ta và Dân Cuồng trên mái nhà, vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, là ta vu cáo huynh ấy. Tại sao? Sao nương nương lại làm vậy? Vì huynh ấy là người đầu tiên. Làm cho ta động lòng. Chính thời khắc đó, huynh ấy đã ôm ta xuống ngựa. Ta đã tự nhủ, cả đời mình sẽ là người của huynh ấy. Chỉ cần được ở cùng với huynh ấy, có khổ thế nào ta cũng chịu được, có mệt thế nào ta cũng chịu được. Thậm chí ta đang nghĩ, tương lai chỉ cần một gian nhà cỏ nhỏ, không cần quá to, nhưng nhất định phải có vườn. Ta có thể dệt vải, nuôi gà, giặt quần áo, nấu cơm cho huynh ấy. Nhưng tỷ đã phá vỡ hết ước mơ của ta. Diệu Hoa, những chuyện đó ta vốn dĩ không hề biết. Tỷ không muốn biết hay không muốn đối mặt? Ta nhớ đã nói với tỷ rất nhiều lần, ta thích Dân Cuồng, nhưng tỷ luôn xem nó là trò đùa. Còn luôn miệng nói với ta, thế gian này bao nhiêu người chỉ yêu mình muội, hay cho câu chỉ yêu mình muội. Lạc Nhi, tỷ còn nhớ không? Lần chúng ta cùng chạy đi đào bình ước nguyện, tỷ đã nói nếu hai chúng ta cùng yêu một người, tỷ sẽ cho ta cơ hội cạnh tranh công bằng. Vậy ta hỏi tỷ, thế nào là cạnh tranh công bằng? Không biết nương nương có tin hay không, lúc ta nói những lời đó, ta thật sự không biết gì cả. Đương nhiên là bây giờ tỷ nói như vậy, nhưng không sao, ta không quan tâm, coi như là cái giá ta phải trả để nhìn rõ tỷ. Giờ cuối cùng ta đã hiểu, tình cảm gì, tỷ muội gì, chia sẻ gì đều là lừa người cả. Những thứ tỷ cho ta đều là những thứ tỷ không thích. Thứ tỷ thích, tỷ đều nắm chắc trong tay, không hề chịu buông ra. Nhưng ta cũng phải cảm ơn tỷ, là tỷ đã khiến ta hiểu tình cảm trên thế gian này đều không thể tin được. Chỉ có tiền bạc và quyền lực là thứ chắc chắn nhất. Vì thế ta mới có ngày hôm nay. Tỷ nói xem ta nên báo đáp tỷ thế nào đây? Từ trước đến nay ta đều không biết. Trong lòng nương nương cứ nhiều uất hận như vậy. Những uất hận và ám trách đó sắp được hóa giải hết rồi, nên nương nương muốn thế nào? Nương nương thật sự muốn vì tội bất kính diệt Lữ Gia Trang sao? Tỷ đã về rồi, tội bất kính đương nhiên không còn nữa. Nhưng ta biết có một người đàn ông cùng về với tỷ. Đừng liên lụy huynh ấy, không liên quan gì đến huynh ấy. Hắn tên Hải Thiên, là một phản tặc. Diệu Hoa, muội định làm gì? Ta chẳng muốn làm gì. Ta muốn bắt hắn thì đã bắt từ lâu rồi. Ta chỉ thấy hai người trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Ta muốn làm mối cho tỷ. Không được, ta đã mang về đây chỉ hôn của đại vương ban cho tỷ. Lữ gia có kháng chỉ hay không Tùy vào tỷ. Bá phụ nói rất đúng. Nào, cảm ơn. Lạc Nhi, mau đến đây. Hải đại ca, muội có chút việc riêng muốn nói với cha muội. Phiền huynh ra ngoài một lát. Được. Vậy cháu xin cáo từ. Được. Lạc Nhi à, Hải Thiên này không phải người bình thường đâu. Cha hành tẩu giang hồ nhiều năm như thế, chưa từng gặp người nào có chí hướng, có mưu lược như vậy. Cha thấy nó hơn Dân Cuồng nhiều. Xem ra cha và Diệu Hoa ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Sao? Diệu Hoa ức hiếp con à? Lạc Nhi, con nghĩ thế nào? Nếu con không muốn, cha sẽ không trốn được đâu cha. Muội ấy đã chuẩn bị thứ này rồi thì nhất định đã có mưu tính. Cha có nhớ lần tiến cung trước con đã nói gì với cha không? Lúc đó muội ấy giúp con một lần, lần này coi như con trả lại muội ấy. Hơn nữa, chẳng phải cha cũng rất giữ ý Hải Thiên đó sao? Tất cả đều là số trời. Lạc Nhi, cha nói con biết, Hải Thiên đó nhất định có thể đem lại cho con tất cả những thứ mà Dân Cuồng không thể đem lại. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Trương Cát, người giết mẹ ta, giết thúc phụ của ta. Hôm nay ta giết ngươi, ngươi còn gì để nói không? Nhiều lời làm gì? Giết thì giết đi. Đảng mặt nam tử đấy. Được. Tại sao không giết ta? Ai cũng vì chủ của mình. Lỗi không phải tại ngươi. Hơn nữa ta giết ngươi, ngươi sẽ không trả nợ ta được. Nhớ lấy, từ hôm nay trở đi mạng ngươi là của ta. Kiến chiến dương, tham kiến chiến dương. Bại tướng Trương Cát, thống lĩnh chúng binh, cung nghênh chiến dương ở đây. Dân Nhi, đây là giống dĩ cháu định đợi sau khi gặp Hải đại ca sẽ đến Lữ Gia Trang thăm Lạc Nhi. Nhưng theo lý mà nói, chúng ta nên đến Tiêu Quang tấn công hồn quân ở biên cương phía Bắc. Nhưng lần này đi Tiêu Quang đường xá xa xôi, lần cách xa này không biết sau bao lâu, nên cháu muốn đi thăm Lạc Nhi trước. Cháu rất nhớ cô ấy. Cái này làm sao mà được chứ? Dân Nhi, bây giờ chúng ta đã có trong tay một nửa Giang Sơn rồi, Lâm Dương này sao có thể đợi được nữa? Theo lão phu thấy thì chúng ta nên thừa thắng truy kích. Dân Nhi, dựa vào tình hình hiện tại, sao cháu có thể đi được chứ? Nguy hiểm lắm. Dân Nhi, cháu cười gì vậy? Cháu biết, cháu luôn bất cẩn. Dân Nhi, lão phu không thể không nói, anh hùng phải biết tức thời. Nếu cháu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng không giữ được quốc gia đâu. Tiền tiên sinh, tất cả mọi việc trong quân đều giao cho thúc đó. Ta... Dân Nhi, Dân Nhi. Tân lang tân nương nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Hồi cung. Nương nương, nương nương, ta đã xuất giá rồi. Tâm nguyện của người hoàn thành rồi. hứa với ta sau này ít thù hận thôi. Không phải làm gì ta, mà làm gì chính bản thân mình. Ta không hy vọng muội muội bé nhỏ của ta phải sống khổ sở mãi như vậy. Nương nương, hôm nay là ngày đại hỷ, sao người lại khóc ạ? Ta khóc sao? Chỉ là ta đau mắt thôi. Đúng rồi, ngày vui như thế này ta phải cười chứ. Ta cười còn chưa kịp nữa là về cung thôi. Nơi này không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về nơi này. Từ nay ta sẽ nói lời tạm biệt với Diệu Hoa của trước đây. Ta làm Dương Hậu. Ta làm Dương Hậu. Dân đại ca, muội xin lỗi. Muội không có cách nào giữ được lời hứa của chúng ta. Nhưng huynh hãy tin muội. Trong tim muội vĩnh viễn chỉ có hình bóng của huynh. Hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa sẽ không bao giờ thay đổi. Kiếp này muội nợ huynh, muội sẽ nhớ mãi trong lòng. Kiếp sau nhất định sẽ trả nợ. Nhất định. Nàng sao vậy? Huynh đừng có qua đây. Ta rất ngưỡng mộ Dân Cuồng. Có một hồng nhan tri kỷ như nàng, Hải Thiên ta không phục Dân Cuồng điều gì. Nhưng lần này ta phục rồi. Huynh đang nói lăng nhăng gì vậy? Không, những gì ta nói là sự thật. Lạc Nhi, ta luôn hiểu một đạo lý: già néo đứt dây. Ta sẽ không ép nàng. Ta chỉ hy vọng chúng ta có thể làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa. Nàng cứ coi ta như đại huynh, để ta ở bên chăm sóc nàng, được không? Không sao. Vậy đợi khi nàng và Dân Cuồng được trùng phùng, ta sẽ yên tâm mà ra đi. Hải đại ca, Lạc Nhi, uống cùng ta ly rượu nào. Lạc Nhi, nàng có biết không, hôm nay nếu đổi lại là bất kỳ người con gái nào khác thì cho dù thế nào ta cũng mặc kệ, nên làm gì thì phải làm cái đó. Nhưng đối với nàng, ta không làm được. Không chỉ như vậy, mà ta còn phải giao người con gái mà ta yêu nhất cho người đàn ông khác. Đây lẽ nào lại là những gì mà Hải Thiên ta có thể làm sao? Không, đó là hành vi của những kẻ bạc nhược. Bạc nhược. Ta rất muốn biết nàng dùng cách gì mà lại làm cho một nam nhi cứng cỏi như ta trở nên bạc nhược như vậy. Bạc nhược. Bạc nhược. Chú Đức, chăm sóc cha cháu cẩn thận nhé. Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Lạc Nhi, chúng ta thực sự phải bắn Lữ Gia Trang sao? Chúng ta có thể tạm thời cho thuê mà. Bây giờ Diệu Hoa đang vô cùng bí bách, không biết bao giờ cô ấy sẽ bùng phát. Còn sợ tới lúc đó trở tay không kịp, nhỡ lại xảy ra chuyện gì. Cha à, cha và chú Đức đi trước đi, như vậy con mới yên tâm. Được, vậy chúng ta sẽ về quê chú Đức trước đã. Đợi con ổn định rồi thì tới tìm chúng ta. Hải Thiên, ta giao Lạc Nhi cho con đó. Vâng, xin nhạc phụ đại nhân yên tâm. Vào trong thôi. Chúng ta cũng nên thu dọn rồi về trên núi thôi. Bao giờ thì Dân đại ca về? Chắc 2 ngày nữa. Đại ca, đại ca, may quá, tìm được huynh rồi. Vừa nãy Tiền Trung cho người tới báo, nói rằng Dân Cuồng sắp đánh Tiêu Quang rồi, tạm thời không thể đến hợp quân với chúng ta được. Chúng ta mau tiến quân vào tản quan ở phía Tây đi. Xem ra chiến sự phải sớm đẩy lên rồi. Lão thất phu Tiền Trung này, ông ta vòng do như vậy, chúng ta đành phải tổn binh dùng tướng đi đánh trận. Ông ta ở giữa được lợi. Vậy làm thế nào bây giờ? Chúng ta mau về căn cứ thôi. Lạc Nhi, mau thu dọn đi. Đi. Bằng bạn, có thấy Lạc Nhi đâu không? Hình như đang ở trong bếp à. Ta vừa từ nhà bếp ra mà. Thức ăn nóng xong hết rồi nhưng người thì không thấy đâu. Vậy đại ca thử tìm trong phòng xem. Lạc Nhi, vừa mới có một lát không thấy mà đã thế rồi. Sau này mình phải cẩn thận, không thể để cho phụ nữ chụp mũ mình được. Lạc Nhi, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Nàng phải đợi ta, nhất định phải đợi ta. Các huynh có nghe nói một tiểu thư nhà phú hào được nhập cung không? Hình như có nghe qua. Đại tiểu thư nhà nào vậy? Nhà nào nhỉ? Hình như là đại tiểu thư nhà họ Lữ hay sao ấy. Đúng rồi, đúng là Lữ đại tiểu thư rồi. Không không, hình như là đại tiểu thư nhà họ Lưu cơ. Đại tiểu thư nhà họ Lữ chứ. Tôi nghe nói là tiểu thư nhà họ Lưu. Có thấy Lạc Nhi đâu không? Không mà. Sao vậy đại ca? Cô ấy đi rồi. Ta đi tìm cô ấy. Đại ca, đại ca phải lấy đại cục làm trọng chứ. Đại ca, Hải đại ca, cảm ơn huynh trước nay đã luôn quan tâm tới muội, cũng cảm ơn huynh đã khoan dung và yêu thương muội. Muội thật sự không thể làm gánh nặng cho huynh được, nên muội quyết định sẽ lên đường đi tìm Dân đại ca. Con đường phía trước chắc chắn sẽ gặp nhiều gian nan, nhưng muội sẽ cố gắng khắc phục. Muội đã ý thức được rõ ràng rằng muội không thể sống mãi trong sự bao bọc của cha và của huynh. Không thể cứ ngồi đó mà chờ hung hóa cát. Muội phải tự mình đối diện với một số người và một vài chuyện. Muội phải học cách trưởng thành và nhẫn nại, học cách xây dựng cuộc đời trong gian khổ. Huynh đừng lo lắng cho muội, muội sẽ kiên cường tiếp tục sống, sẽ không bị bất kỳ khó khăn nào đánh gục. Hy vọng lần sau gặp mặt, huynh sẽ nhìn thấy một Lạc Nhi kiên cường. Tạm biệt. Hải đại ca, sao huynh lại ở đây? Dân huynh đệ, chẳng phải đệ đang đi đến Tiêu Quang sao? Để đến tìm một người bạn. Ở đây không còn ai nữa đâu. Mọi người đi đâu hết rồi? Lẽ ra vừa nãy họ... Chúng ta định tới đây mua binh khí, sau đó lúc vào thì không thấy có ai. Đệ định tìm ai? Lạc Nhi. Lạc Nhi. Lẽ nào tin tức mà ta nghe được trên đường là thật? Lạc Nhi đã bị bắt vào cung rồi. Hỏng rồi. Tên bạo quân Tần Nhị vừa mới băng hà, tất cả phụ nữ trong cung đều phải tuẩn tán theo hắn. Có lẽ nào ai dám bắt Lạc Nhi tuẩn tán? Hải đại ca, bây giờ chúng ta không đánh Tiêu Quang nữa, chúng ta trực tiếp đánh Kinh Thành luôn. Huỳnh mau điều động tất cả binh mã từ phía đông về đây, để phía tây sẽ tiếp ứng cho Huỳnh. Để muốn chiếm được Kinh Thành trong thời gian ngắn nhất. Dương huynh đệ, bây giờ họ Trần mạnh ta yếu, nếu không đánh Tiêu Quang trước mà trực tiếp đánh vào Bình Đồ để có được Lâm Dương, chúng ta sẽ bị phục kích. Huỳnh đừng nói linh tinh. Ai vào được Kinh Thành trước thì ngồi đó làm vua, thế nào? Không không, ta không có ý đó. Để không chơi quân huynh ít, thành phía tây binh yếu, bây giờ lại đang đánh trận, chưa biết ai sẽ thắng. Quân nhà đệ tài giỏi điều này ai cũng biết, Hải Thiên ta nào có tài đức gì mà dám so sánh chứ. Được, chúng ta cùng giơ tay thề, là huynh đệ thì phải làm cùng nhau. Lạc Nhi, hãy đợi ta. Nàng nhất định phải đợi ta. Dần Nhi, cháu định đồng hành đến vào Kinh Thành trước sao? Ý cháu đã quyết. Tiền lão tiên sinh không cần khuyên nữa. Lão phu hiểu tính cách của cháu. Chứ cần cháu đã quyết một chuyện gì đó thì tám ngựa cũng không kéo được. Nhưng lão phu có điều không hiểu. Vì sao lại phải giơ tay thề cùng với Hải Thiên? Ngộ nhỡ Hải Thiên thật sự vào thành trước. Không đâu. Hải đại ca của cháu tuy rằng có thiện tâm, nhưng lại không giỏi cầm quân. Cháu liên thủ với huynh ấy chủ yếu là muốn dùng quân đó làm hậu phương. Đại cục vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Dần Nhi, cháu nói có lý đó. Nhưng lão phu đang nói là ngộ nhỡ. Nếu ngộ nhỡ Hải đại ca vào được kinh đô trước, thì huynh ấy cũng sẽ đợi cháu cùng vào thành. Xin tiên sinh đừng quá lo. Lão phu thì không nghĩ như vậy. Hải Thiên từ khi tạo phản ở Khôi huyện tới nay, từng lần thất bại, lần lượt rơi vào nguy nan. Nếu suy xét kỹ càng, có thể thấy được Hải Thiên chẳng có tài năng gì nổi trội. Dân Nhi à, cháu đừng xem thường con người biết dùng chữ tâm để mê hoặc lòng người này. Đừng nói tới loại người như Hải Thiên, mà cho dù chỉ là một bá tánh bình dân, một khi nhìn thấy giang sơn rộng lớn, lầu cát nguy nga, cũng khó mà không động lòng đó. Ta biết cháu đang nghĩ gì. Nếu như Hải Thiên mà động lòng, chúng ta cũng có thể giết hắn. Nhưng nếu cháu làm vậy thì sẽ là thất tính với thiên hạ. Cháu không quan tâm. Cháu không quan tâm có thất tính với thiên hạ hay không. Đại ca, đại ca, Dân Tề, mấy năm không gặp, ta nghe nói đệ đã luyện được một môn công phu rất giỏi. Dân, đệ cũng đến để đầu quân cho huynh, sau này sẽ giống như đại ca, giết địch báo quốc. Tốt, huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, sợ gì không lấy được thiên hạ chứ. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, chàng xem thiếp có đẹp không? Tiểu nương tử à, nàng thật đẹp. Vậy chàng có muốn sờ thử vào bàn tay thiếp không? Muốn chứ. 5 lượng. 5 lượng. Được. Đừng có ki bo thế chứ. Cùng lắm ta sẽ tặng chàng một nụ hôn gió là được chứ gì. Được. Đứng lại, đứng lại, đứng lại cho ta.